Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chắc hẳn là đã có không ít lần là bạn gặp những người khiếm khuyết và họ có thể bị mất đi một phần ngón tay, bàn tay hay thậm chí là cả một cánh tay. Và cảm xúc của bạn khi bắt gặp mặt họ là gì ạ? Và sẽ có những người thì cảm thấy thương cảm, có những người thấy đồng cảm, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ có những người mang những cái ánh mắt tò mò và hiếu kỳ vì những phần cơ thể chưa trọn vẹn của họ, đúng không ạ? Và chính vì những điều đã mang đến sự tự ti và những người không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể. Rất nhiều các bệnh nhân sau khi mà đã hoàn thành quá trình điều trị và phục hồi chức năng của cơ thể thì họ có thể là mất mát một khoảng thời gian còn lâu hơn nữa để có thể phục hồi về mặt tinh thần và hòa nhập với cộng đồng và đặc biệt là quên đi sự khác biệt của mình với những người xung quanh. Và chữa lành tinh thần đó cũng là giới hạn mà y học chúng ta còn đang hướng tới. Trong lúc đó thì đã có rất nhiều những giải pháp được đưa ra để những người gặp khiếm khuyết có thể tự tin hơn với những phần chưa hoàn hảo của bản thân mình. Và đó chính là những mô hình bàn tay giả hay là chân giả bằng silicone thẩm mỹ như thế này, thưa quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay trong trường quay của chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu những tác giả đã làm nên những tác phẩm này. Đó là anh Đào Văn Phúc và anh Trần Huy Hiệp. Và cũng xin cảm ơn hai anh ngày hôm nay đã đến trường quay để có thể chia sẻ những câu chuyện về những đôi bàn chân, bàn tay giả này. Vâng, thưa quý vị, và khi mà chúng ta quan sát kỹ những cái mô hình bàn tay, ngón tay hay là móng tay như thế này thì tôi có thể nhìn thấy rõ cả những nếp nhăn ở trên ngón tay hay là trên bàn tay và được làm một cách rất cẩn thận. Và cụ thể là những sản phẩm đầy tính thẩm mỹ này thì đã mang lại cuộc sống mới cho các bệnh nhân của chúng ta như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Không may bị khiếm khuyết một phần mũi từ bé, gần 20 năm nay, Thảo Anh đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật để mong có một khuôn mặt hoàn thiện, nhưng đều thất bại. Chỉ tới khi được tạo hình mũi nhờ mũi silicone thẩm mỹ, Thảo Anh mới thực sự lấy lại tự tin cho bản thân. Em nhận được sản phẩm, em thử, thì cảm xúc lúc đó thật sự rất là xúc động, thật sự là không thể nhận ra bản thân mình trong hình nữa. Không thể tưởng tượng là có một ngày mà khuôn mặt mình cải thiện hơn, mình có thể tự tin hơn trong giao tiếp. Và đặc biệt là hiện tại em đang có một công việc ổn định tại ngân hàng trong nước. Đây là điều mà em ấp ủ bấy lâu nay. Tác giả của sản phẩm thẩm mỹ silicone này là anh Đào Văn Phúc. Các sản phẩm làm ra bằng chất liệu silicone có độ bền cao, tương thích với da thật và đặc biệt mang tính thẩm mỹ, đem lại sự tròn vẹn cho cơ thể. Để tạo ra một sản phẩm, phải trải qua nhiều công đoạn như lấy mẫu, tạo khuôn trên đất sáp và tạo hình bằng silicone. Trong đó, công đoạn pha màu sao cho trùng hợp với màu da của bệnh nhân là công đoạn khó khăn nhất. Để mà làm ra một ngón tay trông giống như ngón tay thật thì không phải là khó. Nhưng mà để cái ngón tay đấy nó giống với một ngón tay hoặc một khớp với một bàn tay của một cái người cụ thể nào đó thì mới là khó. Màu thì mình dùng cái màu chuyên dụng để dành cho silicone thì nó có thể đạt được đến 90%, 95% so với cả màu. Tìm lại được một phần cơ thể đã mất của mình dù không trọn vẹn vì chức năng vận động không còn. Nhưng chủ nhân của những chiếc chi giả đều rất hạnh phúc vì giờ đây họ không cần e ngại ánh nhìn tò mò của nhiều người cũng như có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Em bị mất cái ngón tay trỏ bên phải vì em bị tai nạn thì khoảng độ hơn 2 năm một tí. Sau khi nhận được sản phẩm thì em khá hài lòng, cảm giác đeo vào thì cũng thoải mái, nó không bất tiện nhiều. Thực ra thì cái ngón thẳng hay là nó không khác gì mấy ạ. Nếu mà nó bị khác thì không gặp vào được. Mỗi sản phẩm chi giả có giá từ 1 tới 15 triệu đồng, tùy vào mẫu và độ phức tạp. Đến nay, ông Phúc và Cộng sự đã làm ra hơn 500 sản phẩm cho người khiếm khuyết, giúp họ có thêm tự tin trong cuộc sống hàng ngày, bước ra khỏi sự tự. Vâng, thưa quý vị, ban đầu khi mà chưa biết đến câu chuyện của nhân vật trong phóng sự vừa rồi thì bản thân tôi và chắc chắn là nhiều người nữa thì vẫn nghĩ rằng là những bàn tay hay là những ngón tay giả này chỉ đơn giản là một sản phẩm thẩm mỹ đơn thuần mà thôi. Thế nhưng mà chứng kiến những cái câu chuyện của các nhân vật vừa rồi thì tôi mới thấy rằng là đằng sau những cái giá trị thẩm mỹ đó lại là những cái câu chuyện nhân văn. Vâng, và có lẽ là chân giả hay tay giả thì cũng không phải là một sản phẩm mới. Tuy nhiên thì cái điểm khác biệt của cái sản phẩm chân tay giả silicone là gì thưa anh Phúc? Thực ra thì sản phẩm chân tay giả thì đã có từ rất lâu rồi.
Thì thường trước đây là các sản phẩm đó phục vụ cho việc là phục hồi chức năng. Đấy, thì trong cái quá trình phát triển của công nghệ thì hiện giờ thì ngoài cái việc là mong muốn của bệnh nhân là muốn được phục hồi một phần chức năng thì cũng rất quan tâm đến cái việc là cái giá trị thẩm mỹ. Bởi vì khi nhìn vào một sản phẩm chân tay giả thì dẫu sao cũng mang đến cái sự mặc cảm cho cái người sử dụng. Đấy, chính vì xuất phát từ những cái nhu cầu đó thì cái sản phẩm chân tay giả thẩm mỹ đã ra đời để giúp cho các cái sản phẩm chân tay giả họ đẹp hơn, thật hơn, giúp cái người sử dụng là có sự tự tin khi sử dụng. Vâng, rõ ràng là như vậy. Và tôi thì tôi thấy rằng là những cái sản phẩm mô hình chân tay giả làm từ silicone như thế này thì cũng đã xuất hiện tại rất là nhiều các cái nước đang phát triển và với lại một cái giá thành khá là cao. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta thì hình như là cái loại hình sản phẩm này nó cũng chưa được phổ biến nhiều. Và không biết là cơ duyên nào đã đưa các anh đến những cái sản phẩm như thế này ạ? Trước đây mình có một thời gian thì làm trong ngành y, thì mình có tiếp xúc và gặp gỡ với một số cái người mà sử dụng những cái sản phẩm chân tay giả bằng silicone trước đây của những cái hãng từ nước ngoài hoặc là nhập từ Trung Quốc về. Thì mình thấy là mình có một cái điều thắc mắc là những cái sản phẩm nó về cái độ thẩm mỹ nó rất là xấu, nó không được, độ thẩm mỹ nó không được đẹp lắm. Thế nên mình mới bắt đầu tìm hiểu về cái sản phẩm như này và thấy cái nhu cầu của thị trường Việt Nam này nó khá là nhiều và cái sản phẩm nó rất là thiết yếu cho những cái người mà có khiếm khuyết ở trên cơ thể. Thì lúc đấy mình lại tình cờ lại gặp anh Phúc, thì hai anh em lại có một cái gọi là cùng có chí hướng. Thì anh em mới bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu và tạo ra cái sản phẩm như thế này. Trong cái quá trình mà các anh làm ra những cái mô hình mà chân tay giả bằng silicone mà trông rất là thật như thế này thì chắc chắn là cũng sẽ đem lại những cái niềm vui cũng như là những cái tự tin rất là nhiều cho những bệnh nhân. Và trong rất là nhiều bệnh nhân mà đã tìm đến các anh thì không biết là anh Phúc có ấn tượng với lại bệnh nhân nào ạ? Thực ra thì với mỗi khách hàng đến bên mình thì ít nhiều cũng có những câu chuyện mà đằng sau cái sản phẩm mà họ đặt làm bên mình. Thì trong đó cái sản phẩm mình ấn tượng nhất đó là một bạn gái ở Hồ Chí Minh. Thì bạn có liên hệ bên mình. Thì hình ảnh đầu tiên bạn gửi cho mình là một khuôn mặt với một chiếc băng rất lớn ở trên mũi. Đấy, thì khi bạn tháo cái băng đó ra thì nó làm cái mũi nó không được trọn vẹn. Thì bạn cũng đề nghị với bên mình là giúp cho bạn một cái sản phẩm mũi giả thẩm mỹ. Đó, thì với sản phẩm chân tay thì bên mình cũng làm rồi. Tại cái thời điểm đó thì mũi giả thẩm mỹ bên mình cũng đang nghiên cứu. Thì nó cũng là một cái thử thách khá lớn cho bên mình. Thì bạn cũng trong quá trình mà mình tư vấn thì bạn cũng nói rằng là bạn bị cái trường hợp mũi này từ nhỏ, bị tai nạn, bị mất cái mũi từ lúc 3 tuổi. Thì đến cái thời điểm bạn liên hệ với bên mình là lúc đấy bạn cũng gần 20, hơn 20 tuổi rồi. Thì bạn bảo là toàn bộ cái thời gian đó bạn đã trải qua khoảng 15 lần phẫu thuật trong nước và ngoài nước. Thì toàn bộ sụn trên cơ thể bạn ấy đã là lấy hết ra để làm cái mũi. Nhưng mà nó vẫn không đạt được cái mong muốn, là nó vẫn còn nhiều cái khuyết điểm. Đấy, thì bạn có đặt vấn đề. Thì một cái trở ngại là bạn ấy ở trong Hồ Chí Minh. Đấy, thì nó cũng khó khăn cho việc đi ra đi về. Mà cái sản phẩm mũi này thì quá trình làm nó cần có sự là điều chỉnh, đấy, thử nghiệm đeo lên mặt thực tế của người dùng nữa đấy. Thì bên mình đã cố gắng là dùng các giải pháp, cả công nghệ in 3D, cả việc tạo hình là phụ kết hợp, và cuối cùng là đã hoàn thành cho bạn cái sản phẩm mũi thẩm mỹ. Và đến khi bạn nhận được thì bạn cũng nói rằng là đến bây giờ bạn đã tự tin để đi làm. Thời điểm bạn đặt làm mũi thì bạn ấy cũng đang gặp khó khăn trong việc xin việc. Dạ. Bạn ấy xin vào ngân hàng. Chính vì cái trở ngại là cái khuôn mặt nó không được ấy, thì bạn không đủ tự tin. Thế đến khi bạn ấy đeo cái sản phẩm bên mình lên thì bạn khoe rằng là em đã xin được việc. Dạ. Em đã bắt đầu đi làm. Vâng. Thì cái câu chuyện đấy là mình cũng cảm thấy rất là ấn tượng. Dạ. Đấy. Và chắc chắn là cũng sẽ có một chút gì đấy là mình thấy tự hào nữa, đúng không ạ? Cũng rất vui vâng. Khi đã giúp được cho bạn ý trong cuộc sống, lấy lại niềm tin cũng như có một cái cuộc sống nó ổn định.
Dạ vâng, thưa anh Hiệp, là đối với lại những cái sản phẩm mà tôi thấy rằng là nó rất thật và nó tinh vi như thế này thì chắc chắn là nó có nhiều cái công đoạn để tạo ra. Vậy thì cái công đoạn nào nó là cái công đoạn mà anh cảm thấy là khó nhất, và đã bao giờ mà các anh đã từng gặp khó khăn hay là thất bại trong những cái sản phẩm này chưa ạ? Để mình xin nhấn mạnh là để mà làm ra cái sản phẩm này thì mình đã thất bại phải nói là rất nhiều lần rồi. Để tính cái số lượng mà bàn tay và ngón tay giả này, cái số lượng sản phẩm hỏng để mà vứt đi ấy, nó phải tính là đựng bằng cái bao tải, mấy bao tải để vứt đi rồi. Còn công đoạn khó nhất và từ xưa đến nay thì luôn là cái việc mà làm màu, làm sao cho cái màu của ngón tay giả nó khớp với màu tay da thật của khách hàng. Bởi vì thứ nhất là màu da tay của người châu Á mình đã khó để mô phỏng lại so với cái người da trắng hoặc là người da màu. Và thứ hai là cái màu sắc của da tay mình nó thay đổi rất nhanh. Dưới với mỗi cái điều kiện ánh sáng, nhiệt độ hoặc là trạng thái cơ thể mình hoạt động hay là ngồi nghỉ thì màu tay nó đã khác nhau rồi. Thế là việc mà lên màu tay để nó khớp ấy là mình đau đầu. Đến cả ngay bây giờ là mỗi khách hàng tìm đến thì mình cũng phải làm dự phòng ít nhất là 2-3 ngón với 2-3 cái tông màu nó gần nhau để mà làm cho khách hàng. Dạ vâng, đó là những cái khó khăn đúng không ạ? Nhưng mà tôi cũng được biết rằng là cái công nghệ này thực ra nó cũng chưa phổ biến ở Việt Nam. Vậy thì khi mà bắt đầu làm như thế này thì anh Phúc có gặp những cái khó khăn gì trong cái việc là làm ra các cái mô hình này, rồi là mình có phải tiếp cận những cái công nghệ từ nước ngoài hay là như thế nào ạ? Thì hai anh em đã phải tìm hiểu các sản phẩm tương tự ở trên thế giới, xem các cái video cũng như xem các sản phẩm của họ, từ đó để rút ra cái kinh nghiệm cũng như giải pháp riêng cho bản thân mình. Ngoài ra một cái trở ngại lớn nữa đó là cái nguyên liệu. Đấy, vì cái này là cái nguyên liệu đặc thù. Thế nên là hiện giờ ở Việt Nam mình toàn bộ nguyên liệu bên mình không có. Mà nguyên liệu toàn bộ nhập từ nước ngoài. Đấy. Thì khi nhập nguyên liệu từ nước ngoài về nó có sự khác biệt về cái điều kiện, khí hậu, nhiệt độ. Thì nó cũng là một cái trở ngại nữa. Đấy. Để khắc phục cái điều đấy thì bên mình cũng đã phải thử nghiệm rất nhiều. Cũng như bạn Hiệp bạn nói là đã thất bại khá nhiều. Rất nhiều sản phẩm bị lỗi hỏng nên mình phải bỏ đi. Từ đó sau khi mà làm thử nghiệm như vậy thì đúc kết dần thành cái quy trình, giải pháp công nghệ cũng như là cái nguyên liệu phù hợp cho cái sản phẩm của bên mình. Vâng, như vậy là chúng ta thấy rằng là có quá nhiều những cái khó khăn đúng không ạ, trong cái công đoạn làm, từ nguyên liệu rồi từ cho các cái công đoạn nữa, đều là có rất là nhiều những cái mà trở ngại mà mình có thể gặp. Và tôi cũng thấy rằng là lúc nãy thì anh Phúc cũng có chia sẻ rằng là ví dụ như khách hàng thì lại cũng ở xa nữa đúng không ạ, đấy cũng là một cái trở ngại, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà dịch bệnh như hiện nay thì tôi thấy là rằng là đấy lại cũng tiếp tục là một cái trở ngại nữa. Trong quá trình với mình làm ấy là đầu tiên là bên mình cũng yêu cầu khách hàng đến trực tiếp để làm, bởi vì cần phải lấy mẫu trực tiếp trên tay của khách hàng đấy, và khi tạo màu là phải tạo màu so sánh trực tiếp với cả bàn tay hoặc bàn chân của khách hàng đấy. Thì trong quá trình làm thì nó cũng nảy sinh ra những cái khó khăn thực tế, đó là nhiều khách hàng ở rất xa, ví dụ mình cơ sở của mình chỉ có ở Hà Nội thôi, thì khách hàng như bạn làm mũi này bạn ở Hồ Chí Minh hoặc thậm chí ở các cái vùng sâu vùng xa hơn nữa đấy, thì khách hàng cũng rất muốn làm, thì bảo giờ anh có cách nào, bên anh có cách nào giúp được cho em không, để em rất muốn làm cái sản phẩm. Thì dựa trên thực ra khi khách hàng nói với bên mình như vậy thì bên mình cũng rất muốn để làm cho khách hàng để có cái sản phẩm đeo. Trong quá trình làm vậy thì hai anh em đã cùng nghiên cứu nghĩ ra cái giải pháp để giúp cho khách hàng có thể lấy mẫu được mà không cần đến trực tiếp, hoặc là có thể so màu ra mà khách hàng cũng không phải đến trực tiếp. Cái điều này thì hiện giờ trên thế giới vẫn rất rất ít đơn vị thực hiện như vậy. Tất cả họ đều yêu cầu khách hàng phải đến trực tiếp để đo, để lấy mẫu. Đấy, thì họ mới nhận làm sản phẩm. Thì sau khi mà ra bên mình nghiên cứu ra cái bộ kit và cũng như cái mẫu để so màu ra thì mình gửi cho khách hàng qua đường bưu điện như Hiệp vừa nói, thì khách hàng có thể thực hiện qua cái video hướng dẫn của bên mình, rất đơn giản, một người bình thường có thể làm được cái điều đó, không hề khó khăn chút nào cả. Thế sau khi lấy mẫu theo cái hướng dẫn của bên mình thì khách hàng có thể là chụp một bức ảnh bằng chiếc điện thoại đơn giản thôi. Đấy, dựa trên màu da đó bên mình, khách hàng gửi lại cho bên mình cộng với mẫu mà bên khách hàng đã lấy, là bên mình dựa trên đó có thể làm cho khách hàng một sản phẩm có độ giống lên đến 80-90% so với cả ngón tay của họ.
Như vậy là rõ ràng là nó không chỉ là về cái mặt công nghệ đúng không ạ, mà nó còn liên quan đến chuyên môn nữa, đến con người nữa đúng không ạ? Vâng, và cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới thì các anh sẽ đào tạo thêm được nhiều những cái kỹ thuật viên thật là tốt để cho nhân rộng được những cái mô hình này. Vâng, thưa quý vị, qua chia sẻ của hai vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay cũng như là câu chuyện về những công nghệ đã hỗ trợ cho người khiếm khuyết thì mong rằng những người kém may mắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể tìm lại cuộc sống bình thường, và quan trọng hơn nữa là đằng sau những sự chữa lành về chức năng thì những vết thương về tinh thần cũng sẽ được hàn gắn nhờ vào sự sẻ chia của xã hội, để những người khiếm khuyết cũng có cơ hội được phát triển bản thân và thậm chí là tạo nên được những kỳ tích. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay, cảm ơn anh Phúc, cảm ơn anh Hiệp rất là nhiều. Chúc các anh có thật là nhiều sức khỏe trong năm mới để có thể phát triển được những mô hình này và làm cho những người khuyết tật của chúng ta có thể tiếp cận được dễ dàng hơn với cuộc sống và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Xin cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều.